thì Ngọc sẽ sử dụng Bolero điệu 2 và Bolero điệu 1 dành cho bài Người đi ngoài phố. Đối với bài này thì cái đoạn phiên khúc Người đi đi ngoài phố gì đó cho tới hết phiên khúc thì mình sẽ đánh kiểu sơ đồ số 2, đó là trái phải 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 trái phải 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 đó. Mọi người sẽ nhìn lại sơ đồ cũng như là nhìn lại cái video hướng dẫn để mà tập thuần thục cái kiểu này trước khi vào bài. Thì còn cái đoạn điệp khúc thì mình sẽ sử dụng Bolero số 1. Bolero số 1 thì nó cũng cái tiết tấu giống giống như Bolero số 2 này, cũng là đơn đen rồi năm nốt đơn. Thì bởi vì nhưng mà nó lại dồn dập hơn vì nó dập nhiều, nên là cái biểu Bolero số 1 này nó sẽ là vậy. Thì mình sẽ đánh vô điệp khúc thôi chia tay nhau từ đây. Rồi sau đó bài này lại trở lại phiên khúc, đó là xin từ giã đường phố vắng mưa ngâu gì đó, thì mình sẽ đánh lại kiểu số 2 giống như hồi đầu mình đánh phiên khúc. Thì bây giờ sẽ là intro. Intro bài này thì mình có thể mình lấy một cái kiểu Bolero để mà mình intro theo một vòng hợp âm 1 4 5, giống như cái cách phương pháp intro mà mình đã từng học. Thì mình có thể lấy cái Bolero số 3 để mình làm intro, mình chỉ cần đánh một cái vòng hợp âm 1 4 5. 1 4 5 của bài này, đó là bài này là giọng la thứ, thì 1 4 5 là la, rê và mi. Rồi mình sẽ đánh bài này theo kiểu là la rê mi theo Bolero số 3 để làm intro. Bolero số 3 đó là rồi, đó là Bolero số 3. Mình sẽ đánh la thứ, rê thứ và mi trưởng. Bây giờ vào bài mình sẽ đánh theo Bolero số 2 là vậy. Người đi đi ngoài phố, tăng 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 tăng. Người đi đi ngoài phố, kéo xa xưa mệt mỏi. Thành ghế đã chiều công viên còn đâu. Rồi, những cái ô nhịp này mình sẽ lưu ý. Ghế đá chiều công viên là một ô nhịp gồm hai hợp âm rê và pha. Thì mỗi hợp âm như vậy mình sẽ không có ngân dài được, đánh hết được cái vòng Bolero. Mình chỉ đánh mỗi hợp âm là giống như là 1, 2 vậy thôi. Tay hợp âm rê thì mình sẽ đánh tay trái và tay phải dặm như là xong. Rồi sau đó hợp âm pha cũng vậy. Hợp âm son, ô nhịp tiếp theo cũng vậy. Và mi tiếp theo cũng vậy. Vậy thì nếu như mà mình chơi kiểu Bolero và một bài hát có hai hợp âm trong một ô thì mình sẽ chỉ chơi một nửa vòng của Bolero. Có nghĩa là mình sẽ chơi tới đây thôi là được rồi. Tay trái rồi tay phải dặm là xong. Tương tự đoạn điệp khúc, những chỗ nào mà có hai âm trong một ô thì mình cũng phải lưu ý như vậy. Bây giờ mình sẽ đánh lại thử cái intro, cái đoạn phiên khúc và hát lên. Người đi đi ngoài phố, sẽ sử dụng Bolero số 1 là vậy. Đó, một ô nhịp như vậy, mình sẽ đánh một vòng như vậy. Rồi vô điệp khúc ha.